Trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xà lan chở vật liệu xây dựng được một tàu khác lai dắt lưu thông hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên thì bị lật úp. Theo thanh tra giao thông thành phố, rất có thể xà lan này đã chở quá tải trọng cho phép hoặc trong quá trình cập bến đã gặp phải sự cố dẫn tới hậu quả trên. Trên đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai chiếc xe máy do hai thanh niên cầm lái chạy so kè với tốc độ cao, khiến một chiếc bất ngờ té ngã, cả người lẫn phương tiện trượt dài một đoạn gần 50 m. Trong lúc một bảo vệ dân phố đứng bảo vệ hiện trường thì bị một nam thanh niên khác điều khiển xe máy tốc độ cao tông trúng, khiến người này bị thương rất nặng. Trên đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hai thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy, khi qua cầu Ba Tri thì lấn sang làn đường ngược lại đâm trực diện một xe ben. Hậu quả vụ tai nạn làm hai thanh niên bị thương nặng, trong đó một người nguy kịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi họp đánh giá các vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Bí thư đã quyết định cách hết chức vụ và đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ban Bí thư khẳng định những vi phạm, khuyết điểm của bà Thanh là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Trong thời gian làm giám đốc Sở Công nghiệp trước năm 2009, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Cụ thể là không chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án khu tập thể nhà máy dệt Thống Nhất, trong khi đã thu tiền của các hộ dân, đồng ý để kế toán Sở Công nghiệp gửi số tiền còn lại của dự án vào công ty gỗ Tân Mai, khi chuyển công tác không bàn giao dự án cho người kế nhiệm, dẫn đến khiếu kiện đông người kéo dài. Đặc biệt, trong quá trình là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Thanh đã ký một số quyết định thể hiện sự ưu ái, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của gia đình. Báo cáo sai sự thật về khối lượng, tiến độ của một số dự án nhằm mục đích trục lợi cho doanh nghiệp của gia đình mình.